Rất vui được chào đón tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Giang Doraemon thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, đến với file video này, Giang giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm kinh doanh mua bán rất là hot, bán chạy xuyên thời gian và rất là dễ kết hợp với công việc kinh doanh mua bán, đem đến thu nhập cũng rất là cao. Đó là những sản phẩm phụ kiện điện thoại, ốp lưng điện thoại, kính cường lực, tai phone, cắp sạc, rất là nhiều sản phẩm phụ kiện điện thoại luôn các bạn. Giang đang quay cho các bạn file video trực tiếp tại kho phân phối sỉ của Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có nhu cầu nhập về để kinh doanh phân phối sỉ hoặc là bán lẻ, có thể liên hệ với Giang qua số điện thoại và Zalo 0907 368 309 để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ giao hàng toàn quốc các bạn nha. Ngoài ra bên Giang cũng nhận tư vấn hướng nghiệp kinh doanh mua bán, nhận đào tạo học viên kỹ năng kinh doanh và kỹ thuật sản xuất video kiếm tiền trên YouTube. Các bạn có nhu cầu có thể để lại bình luận trao đổi với file video này, Giang sẽ xem tin, đóng góp ý kiến để khi các bạn kinh doanh mua bán có thể hạn chế rủi ro và đem đến những thành tựu nhất định các bạn nha. Nếu như các bạn yêu thích file video này thì nhớ dành tặng cho Giang một lượt thích, nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh để đón xem những file video mới nhất của Giang. Bây giờ thì xin nói lời mến chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn và cảm ơn các bạn rất nhiều.